Hello anh em. Thì cái này có một người anh em ở Khánh Hòa, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa này. Anh em thấy không? Rồi nhờ gửi con IC của Winner mở tour hết công suất. Đây xin phép được giao số điện thoại. Người anh em này ở Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Rồi xin chào anh Hoàng Hải. Hoàng Hải, nếu anh em nào muốn rẻ thì làm cái cặp này. Con này thì xài sâu trâu bò. Kiểm tra phân tích dữ liệu, kiểm tra AF, chẩn đoán nâng cao, làm full smoky giá vài triệu. Làm theo con này mở tour vài triệu nữa. Một con này ăn xong chỉ có để mở tour. Con này cứ phân tích dữ liệu chẩn đoán, chuyên làm smoky bền. Đó, chào phố núi. Rồi thì bây giờ sẽ mở tour, sẽ khui con IC này ra cho ăn ở Khánh Hòa. Rồi cảm ơn anh trai. Cái này ok anh em mang tới, một là miễn phí, hai lấy 100 ngàn uống cà phê nhá. 100 ngàn. Ok, về nhà anh em lấy bao nhiêu lấy. Rồi chiều nay gửi bì luôn. Và cảm ơn người anh em đã gửi cái đồng hồ sửa, mình đã sửa xong nha. Chiều nay mình gửi lại nha. Rồi. Rồi thì mở tour thì đơn giản thôi. Một là các anh mua thêm cái rắc này, hai là các anh không cần. Mới ăn nhớ em chân nguồn, chân mát dây calai. Đấy, chẳng qua cái rắc này làm cho nó đẹp thôi. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ kết nối với Smart Tool chuyên để mở tour. Rồi lúc này chúng ta sẽ cấp nguồn vào. Rồi cắm rắc. Ok. Cấp nguồn thôi cho máy. Vài triệu anh ơi, em tặng nhóm học online luôn. Con này thì để phân tích dữ liệu thì ok này. Nó có coi được AF, chẩn đoán nâng cao. Em còn hai con nha. Còn một con khá là mới nha. Cáp đồ anh em khỏi cần bàn, cáp mới len keng. Vài triệu bạc em tặng nhóm học online luôn. Con này thì để phân tích dữ liệu, làm smart key, rồi coi AF thì ok. Rồi một cặp này anh em mua nó rẻ này, đúng không? Rồi con này em sẽ remap mở tour này. Anh em cho vào ngay Honda, bấm enter thôi. Chúng ta sẽ vào cái remap Kenhin. Có mày mấy triệu mà Nghị Quang ơi, comment luôn, chiều nay gửi luôn anh ơi, có vài triệu. Rồi anh sẽ tự động map hết ga luôn. Bô xăng lửa 13.500 vòng RPM Thái. Bô xăng lửa 14.000. Ok, chúng ta chơi mát mum luôn. Rồi thoát ra này, đơn giản mở tua này. Thì các anh mở tua cho Honda thì các bạn bấm ok. Đây. Rồi chỉ cần kết nối này thôi, cắm cái nguồn ắc quy vào. Có vài triệu anh trai ơi, rẻ lắm, nó bền, thằng này nó trâu bò. Em tặng nhóm học online luôn, được chưa? Con này 8 triệu, hơn 8 triệu. Rồi 8 triệu, hơn 8 triệu tặng cho anh em phần quà nho nhỏ nữa, làm kỷ niệm. Chuyên để mở tour thôi, đây. Rồi Kenhin thì vào Kenhin. Tự động. Chơi mát mum cho em trai ở Khánh Hòa luôn. 14.000 vòng RPM. Rồi đang thiết lập.
Mua con ủng hộ tay ga Xuân Dần ơi. Rồi tí nữa chúng ta sẽ test trên mô hình luôn. Đó anh em thấy không? Hai con này mười mấy triệu bạc. Cáp mới len keng, anh em yên tâm. Đây anh em thấy không, trâu bò. Cái này phân tích dữ liệu cực kỳ là sướng nha, coi AF đồ luôn, nó khoái bền. Thằng này mới gọi là trâu bò, mấy triệu bạc mà cần gì đâu mà căng đến dần. Anh em mình mà có mấy triệu bạc, con này anh em mua về chỉ có thể mở tua, con này chuyên để phân tích. Mua hai máy này rẻ hơn một máy. Được chưa? Tất cả em đều tặng nhóm học online luôn. Rồi, lúc này chúng ta sẽ tách khóa điện và mở lại, rút dắt. Ok chưa? Vậy là xong. Rồi, chúng ta cắm lên mô hình test. Hoặc kết nối motocan luôn. Rồi, đây kết nối motocan luôn. Rồi. Đây mấy triệu bạc kết nối motocan, mấy triệu bạc. Anh em mua cặp máy này rẻ, mười mấy triệu bạc, về nhà xài thiên thu lục địa, kết nối cho máy. Làm con này mấy triệu nữa, ăn xong chỉ để mở tour thôi. Hai con làm riêng biệt, kết nối với xe Honda Việt Nam Winner. Nhân tay anh em Winner 150. Mấy triệu bạc mà ăn dần có cái gì đâu. Rồi thông số thì hiện tại không có nhiệt độ thì là âm, coi như đứt dây. Đấy anh em mở máy lên như này, ở trên xe nó bị đứt dây cảm biến nhiệt. Rồi đứt dây cảm biến gió. Rồi âm tới 20 độ C thì điện áp sẽ là 4V9 căng đét. Được chưa? Và nhiệt độ nóng lên 100 độ C thì điện áp còn khoảng mấy trăm milivolt. Rồi góc mở bóng ga đang bị đứt dây, không có điện áp. Đấy, nhìn thế này là biết đứt dây rồi. Rồi nhiệt độ khí nạp như này là đang sai. Nếu trên xe đứt dây hoặc đồng thời chết map. Rồi vòng tua máy chưa khởi động. Rồi chúng ta sẽ lên xe, lên mô hình. Rất đơn giản đúng không ạ? Không có gì cả. Tất cả đều tặng anh em nhóm học online. Lên đây. Ok, có lửa. Tăng tốc. Rồi, chiều nay 14.000 vòng RPM lên đường Khánh Hòa, Nha Trang. 2, 4, 6, 7 sợi dây kết thúc. FI nó chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi xin chào cả nhà. Tay ga Xuân Dần có vài triệu bạc mà ăn đâu có to với ăn đâu. Ăn cứ hay so đo tính toán lắm nha anh Dần. Hãy thở lở thì trời cho và đánh đo thì trời lấy lại. Múc.
Rồi gói mì gửi cho anh trai. Ok thôi, có gì đâu. Rồi xong. Rồi tí nữa lên app gửi lại cho anh em. Đặng Hùng Trọng, Khánh Hòa, ok anh trai. Rồi 14.000 vòng RBM, lấy anh trai 100k chơi thôi. Quá rẻ quá, về anh em lấy 4-5 lít của thợ thì lấy. Em đang máu lắm, máu để lấy tiền nhé. Con này có mấy triệu anh ơi, tặng nhóm học online luôn. 8 triệu mấy, 9 triệu tùy theo cáp mới hay không. Nha. 8 triệu mấy, 9 triệu mấy em tặng hết nhóm học online và bộ tài liệu. Như thế này chiều nay em lại gửi đi này. Rồi anh này ở Hồ Chí Minh. Ở Hồ Chí Minh anh vẫn đăng ký khóa học của bên em này. Duy Lương. Hồ Chí Minh. Rồi thằng này thì anh em vào xem nó AF thì nó ok này. Có máy của em xài này. 5-6 năm trời này. Chưa xin nhê gì cả. Rồi có máy này 5.7 5.8 từ đời Boli ông đến giờ. Khá là bền. Rồi các anh xem được AF. Đấy. Rồi tặng tất cả nhóm học online. Nếu anh em này ok sau này có tiền nữa làm thêm con này. Nó quá rẻ. Hai con mười mấy triệu. Về nhà chuyên làm Sparky và thông số. Con này chỉ có để remap. Comment. Hai con này bằng giá nhau hơn 8 triệu này. Đây con này hơn 8 triệu, con này hơn 8 triệu. Anh em chọn. Đây. Hơn 8 triệu hết. Đây con này mới lên keng bảo hành 1 năm luôn, hơn 8 triệu. Tặng nhóm học online. Con này hơn 8 triệu, tặng nhóm học online hết. Con này hơn 8 triệu, chỉ để mở tour. Được chưa? Thế thôi. Con này đồng giá. Anh em máu con nào thì múc comment hướng dẫn nhiệt tình. Em máu lắm nhưng nhà đang có công việc lớn. Ổn định em múc ngay. Mấy triệu bạc mà ăn dần nó có to cao mấy chục triệu đâu anh. Mấy triệu bạc mà em phẹt phát ra có cái gì đâu. Nhiều lúc anh em cứ bảo em máu lắm mà nhà đang có công việc lớn, việc gì có mấy triệu mà việc gì ăn dần. Vì anh em khó khăn thì không sao, nhưng mình có tiền nhiều thì mấy triệu bạc. Mấy triệu bạc thấm vào đâu ăn dần. Em đang nói vấn đề và khó khăn đấy. Anh đang bận tí nha, anh cúp máy là biết là đang bận rồi, tí gọi lại cho nha. Anh em hiểu không? Mấy triệu. Hai con này đồng giá này. Nói đồng giá hết luôn này. Sơi tặng nhóm học online hết, tri ân hết tài liệu luôn. Mẹ nhiều lúc anh em mua thiên hạ còn mắc hơn. Anh Võ Văn Tưởng comment luôn, tặng hết nhóm học online vào nhóm học hết. Về nhà máy này trước sau nó chỉ là không đồng. Con này mở tua thì nhanh như diều gặp gió. Bấm phát là xong. Là lượm tiền thôi. Đề từ mở tới 2021. Kenhin mở khá là nhiều dòng xe. Đó. Chọn. À Trần Thái. Để kiểm tra xem nào. Ok.
Ok, tí em kiểm tra có bao nhiêu bộ, anh cho em xin số tài khoản, em chuyển tiền anh Trần Quang Thái. Trần Quang Thái, tí nó vào Zalo cho em xin số tài khoản, em đếm bao nhiêu bộ em chuyển khoản trả anh tiền nồi nhá. Đó, tài khoản em giờ này đang bít lác này. Tí phải đi vay. Hai tài khoản không còn tiền luôn. Đời đôi khi phải hết tiền. Ồ, ngân hàng gì đâu mà còn có mấy triệu. Trời, hết tiền luôn. Còn có 721 ngàn. Rồi, Vietcombank. Vietcombank còn có 9 triệu. Mới trừ 200 triệu. Rút khoản. Ồ, móm quá. Còn tiền trong này khá là nhiều. Tiền đây là hơi bị nhiều trong này. Tiền này là tiền dậu. Phải tiền này. Đang trung chuyển 20 đơn trị giá khoảng 91 triệu. Tiền này chưa nhận, chiều nay mới nhận. Nó đang đứng mạng. Nghỉ trưa gì anh em, mình toàn là thức về khuya mới trưa không à. Đấy, bây giờ chuẩn bị về nhà ăn ngủ. Rồi các bạn nào comment thì đều có ưu đãi nhá, đều tặng nhóm học online cho anh em chiêm ngưỡng về phun xăng điện tử. Với cái cách mà Điện Toán hướng dẫn cho anh em trong nhóm học, review cho anh em về hệ thống phun xăng điện tử nó dễ như thế nào, thì về nhà anh em chịu khó nghiên cứu thêm một chút, chúng ta sẽ giỏi. Đồng giá hết, tặng nhóm học online. Được chưa? Không học online giá ok hơn nữa. Sáng giờ được 100 đơn cho anh, mẹ ngày may lắm 10 đơn là hạnh phúc rồi. Ship nó còn mỏi. Anh Trần mặc. Bền. Hơn 8 triệu tặng nhóm học online anh. Nè. Không học online có giá ok hơn nữa. Bán con máy kiếm khoảng vài trăm nghìn tặng anh em nhóm học online thôi. Thế thôi. Một cái máy là kiếm vài trăm nghìn cái. Đấy, coi như anh em mua máy mình kiếm được vài trăm tặng anh em nhóm họ online uống nước chơi thôi. Dạy số lượng đông mà. Số lượng đông mình chỉ cần kiếm như vậy thôi. Người vài trăm ngàn máy. Còn hơn là đi mua rẻ về nhà chẳng ai hướng dẫn. Ok, chơi lớn luôn. Chuẩn bị anh làm mô hình sờ mất cây xong mua máy anh tặng luôn cả sờ, cả mô hình sờ mất kỳ. Anh Mạnh Trần ạ. Xong cái mô hình sờ mất cây, bữa nào chi anh em mua máy tặng luôn cái mô hình. Cáp còn đẹp len keng anh em. Cáp nhiều sợi dây cáp chưa ai sờ vào luôn. Nha. Cáp đồ bao anh em đầy đủ cáp hết. Rồi con này còn rẻ hơn nữa. Comment luôn. À, rồi. Được chưa? Nó như cái điện thoại mà. Rẻ hơn nữa. Máy nào có hết. Đây này, motorbox nữa anh em nào cần úp sọt luôn. Thứ gì không có anh em. Ở đây là trung tâm của các loại máy. Máy lúc nào trong nhà phải có trên 10 con. Ở đây là 2, 4, 5, ở trong kia còn khoảng 15 con nữa. Hiện tại máy đang có khoảng 21 con, đủ các loại đời. Giá thì lại quá hấp dẫn cho cả nhà luôn. Nói về trâu và bò đi cày phải nói thằng này. Còn thằng này để thần tốc, để mở tua thì gọi thằng này. Chạy như tên lửa. Nói để quăng quật, để đập thì nói thằng này. Tất cả anh em nào coi được cái gì thì chia sẻ, bổ cho vài quả sẻ. Chúng ta bổ cho vài quả sẻ. Cảm thấy chúng ta yêu quý. Bổ cho vài quả sẻ. Mẹ cho nó báo hết trên mạng.
anh em mua máy là ok hết, hãy mua và biết sử dụng nó, được chưa? Đấy, vào trong nhóm được học hết tất cả những dòng xe này, phê quá gì nữa. Kiếm tiền sau tương lai, ghé tay ga Đình Tuấn học khóa trực tiếp tại cửa hàng để chúng ta cùng nhau nâng tầm thợ máy. Mua hết cái dàn xe này về nhà ngại gì FI anh em. Máy còn đầy trong kia anh em yên tâm. Đấy. Sẽ mua tun motocan mới kìa. Bữa nào chi ân cho anh em bộ này mới giá ok này. Đây. Can và bốc mới chưa khui này. Ô xì kê, bữa nào chi ân cho anh em cặp này ok thấy không? Rồi để mình ra cái mô hình xong rồi đã bán con cặp máy này tặng cho anh em cái mô hình sờ mất cây. Giá hơn 2 triệu sờ mất cây bộ VIP nha. Bộ mô hình chuẩn bị xuất xưởng VIP. Rồi motocan cũ anh em ở đây, rắc ở đây đầy đủ, cực là đẹp. Này nhiều cái rắc này anh em nhìn thấy không? Đó, khá là mới. Bữa nào sẽ tri ân anh em ra mô hình đầu tiên sản phẩm, sẽ là tặng anh em khi anh em mua máy motosiken hoặc motobox hoặc là sờ mất tun bản R, tặng anh em cái mô hình, được chưa? Về nhà tất cả khóa sờ mất kỳ chúng ta chơi được hết. Rồi, trung tâm để nghiên cứu. Đấy, ở xe. Anh em hãy nhanh tay bạn bè là mua con Vario này, mẹ đang cọp lên cọp xuống này. Ba loại Vario này dở ghê thật. Có xe test luôn, họ cần nhiều cắm vào cái ok. Sửa không được thì thay mới. 90.000 hết rồi nha. Nhớ thôi. Đấy, anh em bạn bè chiến hữu của bạn bè nào ấy mua, anh em giới thiệu sản phẩm mua mình tặng quà cho anh em. Được không? Mình làm cái món quà nhỏ nhỏ tặng anh em giới thiệu cho mình. Tùy theo máy nào có trị giá lớn thì mình tặng lớn. Có trị giá nhỏ mình tặng nhỏ cho anh em phần quà, cái đó là cái sự may mắn để về nhà chúng ta làm. Đó là quy luật trong cuộc sống mà. Nó kiểu như kiểu cò lái mua xe đấy. Anh em dẫn khách đi mua xe thì anh em được tiền cò cà phê. Cái mô hình Smoky thì anh em phải đặt cọc nha. Đấy. Mô hình Smoky chuẩn bị ra lò, đóng hộp đàng hoàng cho anh em thì anh em phải cọc nha. Mua hết. Mô hình đấy sẽ đóng hộp như cái kiểm tra thiết bị ECM nhưng nó sẽ bằng nửa. Phải chưa? Nửa thôi. Thì lúc này chúng ta sẽ lật ngang nó lại. Nửa đây. Đấy. Thì chiều đứng này nó sẽ dài hơn. Thì anh em sẽ lật ngang lại. Anh em sẽ bỏ ở đây rất xịn sò. Rồi cấp nguồn adapter từ 220 xuống điện DC 12V bỏ vào. Tìm xe lắc ổ khóa thử tất cả cho anh em. Những cái rắc của SU này sẽ làm cho anh em một rắc SH, một rắc Vision mới, rắc AB, hai rắc và rắc xe Yamaha và Suzuki. Chúng ta cắm tất cả SU chúng ta test cho khách hàng. Đấy, khách hàng bị cái gì không mở được núm khóa, bỏ lên mô hình test luôn. Con này hả? Con này bản mới. Con này hơn 3 triệu. Nhiều. Rồi anh em nào đăng ký mô hình Smoky thì các bạn vui lòng nhá. Tuấn sẽ làm ra nhiều bản, nhiều kích cỡ cho anh em. Nhiều rồi.
mô hình về nhà anh em chỉ có phê thôi, anh em chờ đợi đi, đừng có mua rắc mua đồ gì hết. Ừ. Làm gì có trăm ngàn. Rồi 2 ngày nữa có mô hình test cho anh em nha. Đang đóng khung. Đang đóng khung nhôm nha. Và nó có 2-3 loại cho anh em test chơi. Đóng khung nhôm hay là không đóng khung nhôm. Đóng khung nhôm thì thợ nhôm nó lấy hết mấy trăm ngàn cái khung rồi. Anh em làm khung nó treo lên nó đẳng cấp hơn. Bỏ dưới bàn thì nó xấu. Các anh nào có đam mê thì các anh làm cái mô hình này. Rồi các anh đã có mô hình này thì các anh sẽ treo cái mô hình Smoky ở trên này, khoảng đây em sẽ treo cái Smoky trên này, sẽ bằng cái kệ này luôn, để trên này, dưới này test IC, trên này test Smoky. Còn anh em nào có điều kiện thì mua bộ dây liên hệ với Đình Tuấn về nhà làm cái mô hình này. Mô hình này chịu khó làm vừa chơi, giản dối làm trong vòng 1 tuần xong, chưa tới 1 tuần. Cái quan trọng là các anh có cái rắc này, Đình Tuấn gửi cho các anh, được chưa? Rồi các anh mua tấm mica về nhà các anh chịu khó nạo. Và vài cái chữ DLC và hộp cầu chì thì các anh ra để cam, bảo nó cắt, nó in cho anh em. Nó như cái này này, để chúng ta cắt nhỏ lại. Đó, về nhà chúng ta dán. Trong cửa hàng có 3 mô hình đó, thì chúng ta sẽ là độc cô cầu bại. Quá chiều máy đúng không? Người thì máy không có, người thì máy quá nhiều. Đấy. Còn anh em nào không học online thì cứ comment với mình, mình tặng quà cho anh em. Còn học online tiếc gì thêm vài trăm mua cái máy chân lật nhau vài trăm cảng. Được trong nhóm học. Rồi anh em nào ok mô hình sớm cây thì các bạn phải đặt nha, đặt cọc. Rồi, anh em nào đặt trước thì chuyển trước. Ra đầu tay 10 cái đầu tiên, 5 đến 10 cái đầu tiên. Đang trong quá trình đóng khung anh em ơi. Dây điện lỗ cắm cho anh em đầy đủ để chúng ta đo tín hiệu mát. Rồi SU cấp mát cho cuộn từ, dương cuộn từ, âm cuộn từ có hết. Và chân SU có bao nhiêu rắc làm hết cho anh em luôn, nó hiện thị ở bên ngoài hết như cắm lỗ như thế này. Đó, các anh sẽ đo được tín hiệu, rồi đo được IC, SU dập mát cho cuộn từ, dương cuộn từ, âm cuộn từ, nguồn vào mát. Bộ bao nhiêu tiền sư phụ? Rẻ bằng cái con bốc giả lập. Đẹp hơn nữa thì nhít 2 đồng. Vừa vừa thì 2 đồng hoặc là dưới 2 đồng nha. Tùy theo cái khung anh em ạ. Có đóng khung hay là không đóng khung. Rồi cả nhà quan tâm gì sản phẩm của Tega Đình Tuấn thì vui lòng truy cập vào Zalo. Hoặc là anh em sẽ gọi trực tiếp theo số đường dây nóng để được tổng đài hỗ trợ. Có thể mình truy cập vào để mình được hỗ trợ, mình sẽ được ưu đãi. Ninh Mai mô hình bao nhiêu tiền và ăn rẻ mà anh em yên tâm, 2 ngày nữa. Chúng ta test tất cả sớm với cây. Còn hiện tại trên mạng đang có vài người bán mô hình tùy theo giá anh em.
triệu cũng có, và về nhà làm chỉ được một đời xe. Mô hình này test đa năng, sớm mất cây từ đời nhà Tống cho tới Đàm Minh, cắm vào là ăn ngay, khách hàng vào trục chặt cái gì khỏi cần phải kiểm tra, mà cắm lên mô hình mình bật phát xong, nếu bật không xong thì chết hộp. Anh em hiểu không? Đấy, quá rẻ, hãy chịu khó kiếm tiền để chúng ta đầu tư, bởi vì trị giá nó không có cao. Kiếm cái công anh em vài trăm nghìn ngồi làm thôi, không có giàu có đâu. Thì anh em bây giờ không làm được, mình làm được, mình kiếm vài trăm mà. Rồi, clip livestream của đến đây xin phép được tạm dừng. Chúc toàn thể gia đình sức khỏe, bình an trong cái cuộc sống mùa dịch Covid. Chúc các anh hãy cố gắng làm để thành công. Rồi, các anh cần truy cập gì thì hãy truy cập vào Zalo. Thì Tuấn xin phép được tạm dừng clip livestream tại đây trong cái trang fanpage. Xin chào và hẹn gặp lại những clip video phía sau. Xin chào mọi người.